Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin về hiện tượng nịnh ông Trọng. Họ lấy một số bài viết của người này, người kia và bảo đó là Nhân Dân. Nếu tổ chức thăm dò dư luận một cách nghiêm túc, có lẽ sẽ có đến 99,9% người Việt Nam không đọc và không muốn đọc sách viết về ông Trọng. Tác giả Trần Văn đã bình luận về hiện tượng nịnh ông Trọng trong hệ thống chính trị và tuyên giáo Việt Nam hiện nay được đăng tải trên truyền thông. Ban tuyên giáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được tổ chức long trọng, theo nhiều báo trong nước cũng đăng tải hàng loạt tin tức này. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 3 tháng Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức lễ ra mắt ấn phẩm liên quan đến ông Trọng hết sức tốn kém và được truyền thông trong nước đăng tải liên tục. Ấn phẩm được ra mắt tổ chức hồi tháng 11 năm ngoái cũng giới thiệu bài viết về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kèm theo dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nói một cách khác, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng chỉ viết có một bài vào hồi tháng 5 năm ngoái, nhưng bài này được chế thành hai cuốn sách. Cuốn đầu tiên thì đính kèm là dư luận trong nước và quốc tế, ca ngợi cá nhân ông Trọng và bài viết đó. Cuốn thứ hai đính kèm 28 bài viết, bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng từ khi xây dựng văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Khoan bản đến chất lượng về nội dung, khoan bản đến nhuận bút, ai cũng thấy chắc chắn chi phí in ấn, phát hành, tổ chức ra mắt cả hai ấn phẩm vừa kể trên với sự tham dự của đại biểu đủ loại ngành, cấp thuộc cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền không hề nhỏ giữa lúc người dân trong cả nước đang rất khó khăn vì đại dịch Covid-19. Ai chịu những chi phí đó là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Công quỹ, ai tin những ấn phẩm đó có độc giả và quan trọng hơn thật sự hữu ích đến cần phải dùng công quỹ để in. Rõ ràng, rút công quỹ tổ chức quảng cáo cho Nguyễn Phú Trọng đang là phong trào trong cả nước. Đây là hình ảnh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia hôm 1 tháng 9 đã giới thiệu hai cuốn sách Toàn Đảng, Toàn Dân, Chung Sức, Đồng Lòng, Xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và Đoàn kết, Vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai ấn phẩm vừa đề cập hồi hạ tuần tháng trước, Báo Nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng tổ chức ra mắt lễ rầm rộ ấn phẩm không phải là trước tác của Nguyễn Phú Trọng, nhưng mục đích cũng y hệt như thế, đó là ca tụng ông Nguyễn Phú Trọng. Tên ấn phẩm ấy là Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu theo dõi phản ứng trên mạng xã hội về ba ấn phẩm ca ngợi ông Trọng được quảng cáo rầm rộ trong 3 tháng, ắt sẽ thấy chẳng bao nhiêu người bận tâm đến nội dung cũng như chất lượng của ba ấn phẩm ấy. Thiên hạ chỉ bày tỏ sự bất bình vì hai lý do. Thứ nhất, tại sao cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lại xuống vào tâng bốc ông Trọng như vậy? Thứ hai, tại sao ông Trọng lại chống nịnh nhưng lại để điều này xảy ra với mình? Sau khi Nhân dân tổ chức ra mắt cuốn Niềm tin yêu của dân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Huyền đã gửi cho Việt Nam Thời báo bài Cần nghiêm khắc kiểm điểm Tổng biên tập Báo Nhân dân. Đây là hình ảnh ở Việt Nam đã có đề tài tiến sĩ về hành vi nịnh của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huệ hồi năm 2015. Lý do, cứ xem lại lịch sử của ngành phát hành sách Việt Nam sẽ thấy là không thể tìm ra những cuốn sách ca tụng kiểu như Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Theo ông Nguyễn Huyền, thì nịnh nọt người đứng đầu đảng là hành vi tiêu cực, cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Cũng theo ông Huyền là cần hết sức cẩn trọng với kiểu nịnh nọt bằng sách vở như thế, bởi lúc nào đó nó có thể khiến cá nhân ông Trọng trở nên tự mãn, ảo tưởng về hào quang của bản thân, ngỡ mình là người tài ba xuất chúng.
Còn theo một số độc giả của Việt Nam Thời báo thì nguyên nhân cốt lõi nằm ở người khoái được nịnh. Dương Lê cũng nhận định gần giống như vậy rằng thích được nịnh thì người ta mới xúm lại nịnh, người thích nịnh. Trong một cuộc trò chuyện với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về những sự kiện như đã đề cập, ông Nguyễn Quang A giải thích yếu tố nhân dân trong những tác phẩm được xuất bản để ca ngợi ông Trọng như sau. Họ lấy một số bài viết của người này, người kia và bảo đó là nhân dân. Nếu tổ chức thăm dò dư luận một cách nghiêm túc, ví dụ hỏi ngẫu nhiên khoảng 1.000 người trên toàn quốc, đừng buộc nêu danh tính thì bức tranh sẽ hoàn toàn khác. Có lẽ sẽ có đến 99,9% người Việt Nam không đọc, không muốn đọc sách viết về ông Trọng. Một số bạn đọc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như Chi Lê thì góp ý thêm rằng muốn biết người ta có ngưỡng mộ mình hay không thì tổ chức bầu cử tự do đi là biết liền. Vũ Phạm Ngọc Linh thì than rằng đẳng cấp nịnh ở Việt Nam đã được nâng cấp, thối tha mới. Phong Nguyên thì so sánh y chang như ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh biếm họa và hành vi nịnh nọt. Tháng 7 năm 2019, hưởng ứng chủ trương chống nịnh bợ, lấy lòng cấp trên do bản thân ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng như là một trong những giải pháp để chỉnh đốn đảng. Sau đó được Thủ tướng đương nhiệm lúc ấy đưa vào phương án đề văn hóa công vụ rồi được đưa vào dự luật cán bộ công chức, dự luật viên chức v.v. Tờ báo Quân đội Nhân dân, cơ quan truyền thông hết lòng ủng hộ đảng đã giới thiệu đẩy lùi thói xu nịnh, ngăn chặn mối nguy hại khôn lường. Bài viết vừa dẫn nương theo ý kiến của ông Phạm Minh Chính, lúc ấy là Ủy viên Bộ Chính trị, kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng nịnh hiện đang là căn bệnh nan y, để báo động về căn bệnh nan y, bệnh nịnh bợ. Nịnh đã biến tướng đa dạng và phát triển với nhiều hình hài, phương thức khác nhau. Không chỉ nịnh bằng lời lẽ ngon ngọt, mà còn thể hiện sự nịnh một cách tinh vi, thông qua nhiều kênh, nhiều phương tiện, vật chất, cơ chế, chính sách, vân vân. Không chỉ có vậy, nịnh có tác động trực tiếp đến chất lượng công tác cán bộ trong đảng. Một số người được nịnh vì ưa lời ngon, tiếng ngọt, say sưa với cảm giác được làm bề trên nhưng sinh ra sao lòng, thiếu tỉnh táo, mất bản lĩnh, không đánh giá đúng thực chất cán bộ, thiên vị cho kẻ luồn cúi, không trọng dụng cán bộ tốt mà lại tạo điều kiện cho người xấu lấn lướt, lộng quyền, thăng tiến. Hơn thế, người xu nịnh và cán bộ thích nịnh mặc nhiên trở thành cặp bài trùng, có chung lợi ích nên tất yếu dẫn đến phe cánh, cục bộ, gây mất đoàn kết và hình thành lợi ích nhóm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng với nhiều phát biểu nổ bom theo kiểu mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam. Đó là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa, là môi trường thuận lợi cho việc phát sinh ung nhọt, nảy nở tiêu cực, tham nhũng và những biểu hiện tha hóa biến chất ở cán bộ, đảng viên. Muốn loại bỏ hoàn toàn căn bệnh xu nịnh, giải pháp tương quyết phải bắt đầu từ việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Nếu người đứng đầu thực sự liêm chính, không thích xu nịnh thì cấp dưới nhất định sẽ không dám giở trò mật ngọt chết ruồi. Người lãnh đạo phải tỉnh táo, biết đánh giá bằng kiến thức, kinh nghiệm và lương tâm đạo đức để xem ai nịnh bợ, ai khen thật lòng thông qua cách thức thể hiện của họ. Khi cấp trên làm được như vậy thì tất yếu cấp dưới sẽ phải giữ gìn sự tự trọng và phép tôn nghiêm kỷ luật, tự giác, tu rèn phẩm chất, năng lực, lấy đó làm thước đo nhân cách và phương thức thăng tiến duy nhất. Thay vì phải xu nịnh, nhiễu nhược, chung với đảng, bất kính với lãnh tụ, thành ra cứ mạnh dạn đem so những nhận định, ý kiến được giới thiệu trên tờ báo này về bệnh nịnh bợ với các ấn phẩm liên tục được xuất bản chỉ để ca tụng ông Nguyễn Phú Trọng, sẽ thấy nhân vật kêu gào, nêu gương là loại gương nào, tốt hay xấu và có phải chính ông đang tự diễn biến, tự chuyển hóa và tự bản thân nịnh mình hay không. Kính mời các bạn xem bản tin hai cú đột phá của hai ông trùm trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi giá trị tinh thần và giá trị vật chất của người Cộng sản đã thay đổi tận gốc, cũng cho thấy giai đoạn hậu Cộng sản đã thể hiện rõ nét tại Việt Nam. Blogger viết từ Sài Gòn bình luận về những ông trùm Cộng sản đang ngòi lên trong cuộc đua quyền bính sau khi ông Nguyễn Phú Trọng sẽ về vườn vào thời gian tới, được đăng tải. Nói gì thì nói, đến thời điểm này, ngoài ông Nguyễn Phú Trọng là trùm của các trùm. Có lẽ hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm là hai ông trùm chỉ dưới một người mà trên cả triệu người trong hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đây là hình ảnh bộ tứ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay. Và cũng có thể đoán rằng chức danh Tổng Bí thư sẽ nằm trong tầm tay cạnh tranh giữa ông Tô Lâm và ông Nguyễn Xuân Phúc, và khả năng rơi vào tay Vương Đình Huệ hay Phạm Minh Chính là khá thấp. Bởi chí đến lúc này, cuộc chạy đua và test thử nghiệm quyền lực của cả hai ông đã khá ngoạn mục, khác xa sự mờ nhòa của ông Huệ cũng như càng làm càng rắm rối của ông Chính. Vấn đề hai ông trùm này đã đột phá kiểu gì, đột phá như thế nào? Có lẽ nói cho đúng thì đến thời điểm này, khi chủ nghĩa hậu hiện đại chính thức có mặt ở quốc gia cộng sản, thì liền sau đó chủ nghĩa hậu cộng sản cũng ra đời, đó là chủ nghĩa hậu cộng sản, một mặt luôn phá vỡ mọi đại sự cộng sản, mặt khác vẫn cố níu dẻo gọi cái lõi cốt lõi là cộng sản, kỳ thực là cái lõi quyền lực đảng và lợi ích nhóm, nhằm đảm bảo sự an toàn, một thanh trì cần thiết cho chế độ. Nói nghe mâu thuẫn, nhưng nhìn vào thực tế cộng sản Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba và Việt Nam, chủ nghĩa hậu cộng sản được thể hiện khá rõ nét. Đại tự sự cộng sản đầu tiên bị phá vỡ chính là chủ nghĩa vô thần, thứ chủ nghĩa được những người cộng sản công thần khai quốc đặt lên hàng đầu và thiết lập chuỗi hành động cụ thể như đập phá bỏ đền đài miếu mạo, cấm hoạt động tôn giáo bằng kiểu nói rằng chống mê tín dị đoan. Để rồi sau chưa đầy 30 năm, khi một thế hệ mới trưởng thành, một thế hệ mà dù đứng ở bên kiến nào, quốc gia nào, chủ nghĩa nào thì khuynh hướng xét lại, khuynh hướng hoài nghi và phá vỡ, đập bỏ các giá trị cũ vẫn đầy trong nhiệt huyết. Để rồi sự mê tín đồng loạt, sự tín cẩn vào tham lực, thần linh, ma quỷ mượn các thế lực siêu nhân để cạnh tranh, đấu đá quyền lực, phát triển như nấm sau mưa. Đây là hình ảnh các lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam dâng hương tưởng niệm ông Hồ Chí Minh tại đền thờ trên núi Ba Vì, Hà Nội vào đầu năm 2020. Đại tự sự vô thần của người Cộng sản đến lúc này xem như chấm dứt. Nó đã được thay thế bằng một thứ đại tự sự khác, chưa rõ hình dạng và tên gọi, nhưng nó chắc chắn không còn là vô thần về cả hình thức và nội dung. Khi đã cái đại tự sự ghê gớm nhất chuẩn bị phá vỡ, đạp đổ, thì cái đại tự sự chỉ là sớm chiều, bây giờ nó được đập bỏ và thay thế mà thôi. Đại tự sự kinh tế xã hội chủ nghĩa cũng bị đạp đổ song hành với vô thần. Thay vì kinh tế tập trung bao cấp với chủ trương làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, dưới quyền năng của bàn tay thép là đảng, người cộng sản đã thay đổi kinh tế theo hướng thị trường, kinh tế mở mặc dù vẫn giữ cái đuôi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Kỳ thực là cái đuôi này xuất hiện chỉ biết là đủ có khả năng ve vẩy để xua ruồi muỗi, chứ cơ thể của nó đã hoàn toàn khác rồi. Và khi nền kinh tế thì mở rộng dưới sự khống chế của đảng, liền sau đó là các nhóm lợi ích, các tư bản thân hữu nổi lên như nấm sau mưa khắp nơi. Lúc này tính kiên trung, liêm khiết hay đạo đức cộng sản chỉ là trò mèo, che mắt thánh thần bằng vải thưa, bởi kỳ thực người cộng sản muốn tồn tại, muốn trụ được trong cơ chế thị trường, họ phải mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tư bản thân hữu giàu thì họ cũng giàu. Tư bản thân hữu một, họ phải giàu được 1,5 gấp 2 lần. Đó là quy luật. Để đảm bảo cho cái quy luật này tồn tại, vận hành, thì người cộng sản đã khéo tính toán, đẩy các tư bản thân hữu và lợi ích nhóm làm bình phong để thu về cho tư bản, về cho họ. Đáng sợ hơn là họ vỗ béo tư bản bằng mọi cách để thịt từ từ. Nói như vậy để thấy rằng khi giá trị tinh thần và giá trị vật chất của người Cộng sản Việt Nam đã thay đổi tận gốc, thì các giá trị còn lại sẽ thay đổi tỷ lệ, và sự thay đổi này là không thể khước từ, không thể trốn tránh. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rất vàng ở thủ đô London đã gây bão dư luận suốt nhiều tuần liền. Và khi một thứ chủ nghĩa mới đã hình thành, đã hoạt động như không được định danh, không được đọc đúng tên gọi của nó, cũng như không có giấy khai sinh, đương nhiên sự phát triển tự nhiên của nó sẽ thuộc về bản năng. Thứ tư bản rừng rú xuất hiện đầy rẫy, tác ai tác quái tại Việt Nam là một khía cạnh của chủ nghĩa hậu cộng sản. Một loại cộng sản đã được phá vỡ để sinh sản nhưng chưa được khai sinh đúng nghĩa. Chính cái thứ chủ nghĩa hậu cộng sản này là mảnh đất tốt nhất cho các nhà độc tài, các ông trùm chính trị xuất hiện một cách mạnh mẽ và khác thường. Nó vừa mang dấu hiệu
của chính thống, vừa của một chính khách, nó lại vừa phảng phất khí chất của một tay hào hán giang hồ. Đồng thời, nó vừa mang bộ mặt của trí thức, nhưng nó cũng ngầm chứa ánh mắt của kẻ sát nhân, dám thách thức mọi giá trị khai sinh ra nó. Ở đây, sự thách thức là những hành động cụ thể, những hành động không giống ai, náo, nhưng nó muốn khẳng định rằng bất kỳ sự ngáo ộp nào khi vào tay các nhà lãnh đạo, vào tay ông trùm thì sẽ có thể trở thành cổ điển, điển tích, và đương nhiên đến một lúc nào đó nó sẽ thành chuẩn mực, mẫu mực và khuôn thước. Đó là một điều tất yếu, là những cú nhảy là một cuộc chơi ly kỳ của anh Kỹ Trị, nhà độc tài của các ông trùm quyền lực. Chính vì vậy mà không phải ngẫu nhiên Putin cố gắng ve vãn vợ của ông Tập Cảnh Bình ngay trước mặt ông Bình, rồi Tô Lâm thì đi ăn bò rát vàng để người ta quay video bỏ lên TikTok, hoặc gần đây nhất là ông Nguyễn Xuân Phúc đi dự lễ tịch điền, sau đó xuống ruộng cày với một con trâu, vẽ vằn vẽ vẹn như con cọp, trâu chẳng ra trâu, cọp chẳng ra cọp, khiến dư luận xôn xao mấy ngày nay. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ tịch điền ở Nội Sơn, Hà Nam hôm 7 tháng 2. Và cả hai lượt xôn xao, từ vụ ông Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng đến Nguyễn Xuân Phúc cày trâu vẽ cọp, đều tạo ra những cơn chấn động dư luận, bao hết đều chê bai. Nhưng hình như chúng ta không đoán ra, hoặc chẳng muốn đoán ra rằng thứ mà họ cần chính là những luồng dư luận chê bai, cười cợt, giễu nhại. Tại sao họ lại cần những luồng này? Câu hỏi được đặt ra. Có ba vấn đề để thấy rằng nó là cái bẫy dư luận của họ. Thứ nhất, họ muốn khẳng định vị trí ông trùm quyền lực của họ. Thứ đến, họ muốn chơi cuộc chơi tạo chú ý, và họ muốn thể nghiệm cuộc chơi hậu cộng sản của họ. Ở khía cạnh thứ nhất, xác tính vị thế ông trùm quyền lực. Điều này, ông Tô Lâm đã làm một cách ngoạn mục. Ông Dung ăn bò rát vàng của Thánh rắc muối. Sau đó, ông lại ông Dung phát biểu ở các cuộc họp. Và kế đến, ông Dung đồng đỉnh bắt giam tất cả các tay đạo đức giả, tham lam và bất chấp mạng người trong hệ thống của đảng. Tất cả những hành vi của ông xét một góc độ hậu hiện đại, vừa có chất ngầu đời, vừa diễu nhại và gương mặt liêm khiết vốn nhem nhuốc của Đảng Cộng sản thổ cựu, và đương nhiên ném thẳng vào những quy ước vốn cũ rích của người Cộng sản về đạo đức, hành trang của đảng viên. Đây là hình ảnh tại Hà Nội, nhà hàng phục vụ món bò rát vàng tại khách sạn Dockley, Hà Nội Colin, khai trương vào ngày 22 tháng 11 sau sự kiện ông Tô Lâm đớp bò rát vàng tại London. Nhưng trên hết, theo hành vi của ông Lâm, là một nhà hàng bò rát vàng xuất hiện tại Việt Nam, và quan trọng hơn nữa là điều đó chứng minh rằng quyền lực của ông chủ để thách thức dư luận. Ông vẫn nghiễm nhiên trở thành ứng viên của cái ghế tổng bí thư. Bây giờ đến ông Phúc, không phải ông ta ngu hoặc đội ngũ của ông ta ngu đến độ không biết mình đang bước vào một cái sân khấu đầy chất tàu, và làm như vậy là chọc giận nhân dân, chọc giận những trí thức. Nhưng vấn đề ở đây là sự dám thách thức, không ai cày con trâu quái dị, tao cày, ý nghĩa thế nào? Câu hỏi đặt ra. Nó nằm trong những chiếc lưỡi biết nịnh, và khi cả kẻ nịnh ta và kẻ chửi ta đồng loạt lên tiếng mà cái ghế của ta không hề hấn gì, cộng với chuỗi các công việc của ta phía sau, chắc chắn ai là trùm quyền lực thì đã rõ. Hơn nữa, việc cày con trâu vẽ cọp này chẳng đụng chạm tới đối thủ Tô Lâm. Điều đó vô cùng có lợi. Giả sử chức tổng bí thư rơi vào tay ta hay tay đối phương, đều có thể bắt tay nhau trước sân khấu của nhân dân. Và cho đến lúc này, có thể nói rằng cuộc trình diễn hướng dư luận, thách thức dư luận, thép chiếc ghế quyền lực và khẳng định vị thế ông trùm trong hệ thống đảng của hai ông trùm là Tô Lâm và Nguyễn Xuân Phúc khá ngoạn mục. Điều này dự báo về một tương lai hậu cộng sản rõ nét hơn là một trò diễu cợt ngẫu nhiên.